Đấy, đây là học viên bữa đầu mình đi tập cái khóa huấn luyện của chị Sĩ Hãm. Thì đầu tiên là sẽ bắt đầu tập làm quen với chuyện là phải nghiêng người với góc nghiêng và nhìn vào cua đúng ở vị trí bài số 8. Thì sau cái khi mà vận động viên có thể mà hoàn thiện bài tập này 100% trong khoảng 1 tới 2 tiếng thì bắt đầu qua bài thứ hai, bắt đầu chúng ta sẽ đổi một cái xe lớn hơn và cũng vẫn một bài tập như thế. Tập luyện thì bắt đầu su bất ngờ xuất hiện và chiếm lấy sân tập để mà tập luyện trên con xe chém 150 của mình cùng với lại các cha chú của nó. Hiện giờ thì các cha bậc cha chú chỉ tạm thời đứng nhìn nó thôi, còn mình tập luyện phần mình đi rồi mốt tính sao cho nó. Đó, phía giữa cũng hình anh trai đang mặc áo đỏ là đang chạy trên một con đa Honda MX sau khi mà anh kết thúc tốt cái trên cái chiếc mini Bolini nhỏ, thì bây giờ anh đã có thể là tự tin để mà anh chạy và thay đổi tư thế chạy để có thể tập tốt ở những khúc cua. Thì bữa đầu tiên hôm nay chúng ta sẽ là tập về làm quen về các khúc cua. Thì tất cả các anh em hôm nay đều rất là tiến bộ, thì chỉ sau có một vài giờ đồng hồ tập thôi thì đã có thể là bo cua cả gói được rồi. Nói chung là có cảm giác tốt, thì hôm sau mình sẽ tập mọi thứ, mình đi di chuyển các thứ sẽ tốt hơn. Đó, phía xa là một anh cũng đang chạy con Honda NR50 trị giá 10.000 đô ký xe hãm để mà tập luyện kỹ năng chạy. Đó, khung cảnh ở đây nhỏ chạy xe lớn, người lớn chạy xe lớn, người lớn chạy xe nhỏ và Du cũng chạy xe nhỏ ở đây. Một lát nữa sau khi kết thúc buổi tập thì mình sẽ show cho bạn xem các trình độ của các anh hôm nay mới lần đầu đi tập xe sẽ ra làm sao nhé. Đây là một học viên xuất sắc nhất của lớp ngày hôm nay. Ảnh chỉ mới tập chỉ có tính thời điểm hiện nay là 3 tiếng đồng hồ mà bây giờ ảnh đã có thể tự tin mà nghiêng người đè cua. Các bạn sẽ hỏi là vì sao ảnh mang dép lào rồi quần xà lỏ, tại vì sorry cho ảnh là công việc cái ảnh đi xa nhà, cái ảnh quên mất tiêu đem quần dài với lại cái mang giày, nên bữa sau ảnh hứa là sẽ mang kỹ, còn lại áo bảo hộ và dép gói thì đã đầy đủ. Đó, thì ảnh chạy nói chung là sau 3 tiếng đồng hồ thì từ người chưa bao giờ biết thế nào là đè cua, thì hiện giờ ảnh đã có thể chạy mà tự tin thực hiện những cái dòng cua số 8 mà rất là nhẹ nhàng và thuần thục trên một chiếc MX. Thì sau MX này sẽ bắt đầu là những cái dòng mà cơ bản như là Honda Winner, Sachi hay gì đó. Vừa rồi là hàng chó con nó đi chạy đua nha. Bữa nay anh Su rất là vui lấy được chiếc xe nhỏ của nó ra chạy lại, mừng quá, ảnh mừng quá, nên bây giờ hai anh em anh đang lấy xe nhỏ chạy đua nha. Su bây giờ nó lại thích chạy xe nhỏ để nó phá đó. Hai anh em đang dí nhau đó. Đây là anh vận động viên ấy, quên, anh học viên mới học ngày hôm nay mới chỉ có 3 tiếng đồng hồ, anh đã đi cua nhuyễn quá, tất cả các anh em đều lát cả mắt. Điều này chứng tỏ là thầy giỏi mà kết hợp với lại một học viên mà nghe lời và không biết sợ sợ thì dĩ nhiên là sẽ thành công mà nhanh thôi. Đấy, một hồi nữa mình sẽ phỏng vấn ảnh vì sao ảnh có thể làm được nhiều điều như thế mà chỉ trong 3 tiếng đồng hồ kỹ sư hẻm dạy. Thì để coi xem là có đáng đồng tiền bắt gạo một chiều một buổi học không nhé. Một chiều một buổi học mà sử dụng toàn bộ các loại xe, toàn bộ mắc tiền, được trang bị đầy đủ rồi được hướng dẫn đúng kỹ thuật. Đây là một học viên xuất sắc thứ hai sau khi mà đã hoàn tất trên con Bolini mini nhỏ với các khóa bo cua cả gói để tập làm quen với lại cái góc nghiêng, thì anh đã bắt đầu lên con Honda NSR Samba để mà tập bo cua số 8. Thì, tuy vậy anh vẫn còn có vẻ vẫn còn hơi sợ sệt, vì thế nên cái góc nghiêng mà đè cua vẫn chưa cao bằng anh kia. Nhưng mà sau 3 tiếng đồng hồ mà tôi dạy như thế này thì tuyệt vời. Từ một cảm giác không bao giờ dám sợ đè cua mà bây giờ lên xe nào xe nấy là đè hết. Đấy, một học viên được xếp hạng khá tốt. Đó, đây là một học viên mà chiều nay là coi như là đáng đồng tiền bát gạo nhất. Khi mà đã quen với xe rồi thì đã quen với việc góc nghiêng rồi thì không còn gì có thể tuyệt vời hơn nữa. Một lát nữa mình sẽ làm một vài phỏng vấn hỏi cảm giác của ảnh sau khi tập bữa nay với kỹ sư hẻm ra làm sao.
bay cục cả gói luôn anh ơi. Nhưng mà anh không quan tâm.